Kính thưa quý vị khán thính giả của đài SBTN, để tiếp nối truyền thống hàng năm, năm nay cộng đồng người Mỹ quốc gia vùng Sacramento, California là tổ chức buổi diễn hành mừng xuân Quý Tỵ và hội chợ Tết 2013. Vào đúng 9 giờ sáng ngày thứ Bảy 16 tháng 2 năm 2013, theo ghi nhận của chúng tôi đã có hơn 30 hội đoàn tề tụ đông đủ trước cửa nhà hàng Happy Garden, góc đường Footbridge và Stockton Boulevard, nơi được chính quyền địa phương công nhận là khu đi đô Sài Gòn của người Sacramento. Sau nghi thức chào cờ thật trang nghiêm, tất cả các hội đoàn đã cùng nhau tiến ra con đường chính, đó là đường Stockton Boulevard, để cùng đi diễn hành. Tại cuộc diễn hành lần này, chúng tôi nhận thấy có hội của tù nhân chính trị, hội võ bị Thủ Đức, hội thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, Liên đoàn hướng đạo Lạc Việt Sacramento, hội truyền thống Champa, hội Hoa hậu Sacramento, hội đồng hương thực Thừa Thiên Huế, cùng nhiều cộng đồng bạn cũng đến tham dự cuộc diễn hành. Lộ trình diễn hành dài khoảng 3 mai, xuất phát từ góc đường Footbridge đến đường Florin Road, nơi có hội chợ Tết 2013 được đặt tại đây. Đoàn diễn hành như thêm phần phân khích với tiếng vỗ tay, cổ vũ của bà con người Việt hai bên đường, tán dương những chiếc xe hoa được trang hoàng thật đẹp và lộng lẫy. Kết thúc cuộc diễn hành, đoàn người tiến vào khuôn viên của hội chợ Tết 2013 để chuẩn bị cho buổi khai mạc. Sau nghi thức cúng bái tổ tiên do họ cao niên Sacramento đảm trách, ông Đỗ Thiện Thịnh, hiện là chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Sacramento, đã đứng ra tuyên bố khai mạc hội chợ. Vẫn như mỗi năm, hội chợ Tết với hơn 5.000 đồng hương tham dự, cùng trên 40 quầy hàng từ đồ ăn thức uống đến các dịch vụ cơ sở thương mại đã làm nên một kỳ hội chợ rộn ràng với đủ màu sắc và sắc thái khác nhau. Trên sân khấu là sự chúc vui của văn nghệ của nhiều ca sĩ địa phương, cũng như màn kêu lô tô thật hào hứng với số tiền thưởng đã lên đến 1.000 đô. Các tiết mục văn nghệ do các hội đoàn đóng góp cũng góp phần vào sự thành công của hội chợ lần này. Lần lượt các màn biểu diễn võ thuật của các em võ bình định, múa của hội truyền thống Champa hay cuộc thi nói tiếng Việt giỏi và mặc quốc phục đẹp của trường Việt ngữ Lạc Hồng cũng nhận được nhiều tràng pháo tay cùng từ phía khán thính giả. Đặc biệt, chúng tôi ghi nhận được một tiết mục hết sức hoạn mục của các em thuộc liên đoàn hướng đạo Lạc Việt Sacramento đã cống hiến cho khán giả một màn vũ đạo thật xuất sắc, thuật lại hoàn cảnh hội nghị Viên Hồng với ý tưởng kêu gọi mọi người hãy cùng đứng lên bảo vệ giang sơn tổ quốc trước hiểm họa ngoại bang đang đến lớn đất và cướp biển. Có lẽ tiết mục được khán giả chờ đợi nhất trong hội chợ lần này không đâu khác đó là thi Hoa hậu áo dài Sacramento. Các em thí sinh lần này hầu hết thuộc độ tuổi từ 19 đến 26 đang học tại các trường đại học danh tiếng trong vùng. Sau nhiều vòng từ thi áo dài đến ứng xử, giải nhất là thuộc về em Vũ Thị Hồng Hạnh, sinh viên trường đại học Sac State, với lối ứng xử khôn khéo cùng cách trả lời thông minh, em đã xứng đáng đoạt giải Hoa hậu Việt Nam Sacramento năm nay. Là thay mặt cộng đồng, chú có lời chúc gì đến toàn thể khán giả của đài SBTN không? Thì nếu mà con cho chú có một đôi lời chúc vấn đề dựng cộng đồng, chú xin nói như thế này. Xin kính chúc tất cả những quý vị, những người có một cái thời, có nghĩa là tị nạn cũng như tôi, chúng ta không bao giờ quên cái nguồn gốc của mình. Đây là vẫn là một cái truyền thống, nhưng mà mọi người đều nên hiểu, nhất là người Việt Nam của chúng ta, ai cũng phải có một cái được cái quyền, có nghĩa là chúc Tết và vui Tết, chứ không phải được chúc được mà con lại là không được. Cái đó vấn đề đó tôi nói là sai quấy. Mọi người thì xin nhắc đến những chính quyền, những người cầm đầu của đất nước Việt Nam, hãy nên suy nghĩ lại. Mọi người Việt Nam chúng ta hãy vì dân tộc của chúng ta, ai cũng được quyền, quý vị được quyền vui chơi của quý vị. Chúng tôi những người dân, bất cứ người nào cũng phải được quyền có một cái sự tận hưởng cái khả năng của một người, của một con người là mình nên có. Xin thưa ông là đằng sau lưng con thấy là một cái nhà lá rất là đẹp, ông có thể giải thích được cái về cái nhà lá này. Kính thưa quý vị khán thính giả của đài truyền hình SBTN,
cái nhà lá này là tượng trưng cho một cái nhà nghèo nàn ở tại Việt Nam. Ở tại Việt Nam, Thương Phế Binh và Quả Phủ Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta đang sống lầm than cơ cực ở tại quê nhà. Vì vậy, Hội Thương Phế Binh, Hội Cứu Trợ Thương Phế Binh tại Sacramento hàng năm đều có tổ chức để mà xin tiền quý đồng hương hảo tâm để mà chúng tôi tập trung lại, chúng tôi gửi về Việt Nam. Năm nay cũng gửi trên là 450 hồ sơ. Và như vậy là hàng năm từ năm 2001 cho đến nay là 13 năm, năm nào mùa xuân đến là cũng có những cái món quà thân thương của người Việt của chúng ta ở Sacramento và vùng phụ cận để gửi về để cứu trợ Thương Phế Binh và công ty Quả Phụ. Nếu như mà có một lời chúc tới những người Thương Phế Binh của Việt Nam Cộng Hòa tại Việt Nam thì ông sẽ nói những gì? Chúng tôi cũng xin đại diện cho Hội Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại Sacramento nhân mùa xuân mới quý tỵ, chúng tôi xin chúc quý bạn, quý chiến hữu Thương Phế Binh và quý bà Quả Phụ đã có chồng đã hy sinh vì tổ quốc có một mùa xuân mới, một mùa xuân yêu thương và một mùa xuân chúng ta hy vọng rằng không còn cái chế độ độc tài toàn trị của cộng sản nữa. Tuy trước khi hội chợ Tết diễn ra, ban tổ chức đã gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm cống hiến hết mình cho cộng đồng để bà con người Việt tại Sacramento có dịp vui chơi trong dịp xuân về, ban tổ chức đã sắp xếp thành công chương trình cho hai ngày hội chợ thật trọn vẹn, đem lại niềm vui và tiếng cười cho mọi người. Từ Sacramento, Raymond tường thuật cho đài SBTN. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hình của bản tin qua tình đốn xin được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay thật an lành và hạnh phúc. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.